Xin chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời tiết du lịch ngày 12 tháng 7 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ngày hôm qua do hoạt động của áp thấp nóng phía Tây khiến nắng nóng vẫn diễn ra trên diện rộng tại các tỉnh ở phía Bắc của nước ta. Tuy nhiên, cường độ đã giảm nhẹ so với những ngày trước. Nơi có nắng nóng gay gắt nhất là ở tại khu vực Bảo Lạc, Cao Bằng và ở tại khu vực Mường La của Sơn La với mức nhiệt độ là 38,5 độ. Tại khu vực Đồng Bằng thì nắng nóng mạnh xuất hiện ở tại Hà Nội với nhiệt độ là từ 37,2 độ. Tuy nhiên, từ đêm qua và ngày hôm nay thì một vùng hội tụ gió xuất hiện ngay trên khu vực đã khiến trời nhiều mây và có mưa dông trên diện rộng. Một số nơi có mưa vừa mưa to như là ở tại khu vực Chiêm Hóa ở Tuyên Quang là 35mm hay là ở tại Sìn Hồ, Lai Châu 54mm, ở tại Yên Bái là 44mm. Trời nhiều mây và có mưa nên tình trạng nắng nóng những ngày qua đã tạm thời chấm dứt. Đối với miền Trung thì nắng nóng vẫn xảy ra diện rộng trên khu vực. Vùng nắng nóng gay gắt nhất diễn ra chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc của đèo Hải Vân, với mức nhiệt độ là từ 37 cho đến 39 độ, cá biệt ở tại Tây Hiếu của Nghệ An đạt tới 40 độ. Về chiều tối, mưa dông nhiệt chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Tại các tỉnh Tây Nguyên, 24 giờ qua thì mưa có xu hướng giảm cả về diện cũng như cường độ, phổ biến là mưa rải rác với lượng dưới 10mm. Tuy nhiên, thời tiết ở đây vẫn rất mát mẻ, nhiệt độ cao nhất hầu hết đều dưới 30 độ C. Tại Nam Bộ, ngày hôm qua trời nhiều mây và mưa dông diễn ra ở hầu khắp các khu vực về chiều tối và đêm. Một số nơi có mưa vừa mưa to như là ở tại Gò Quao của Kiên Giang là 96mm, ở tại Nam Căn của Cà Mau là 58,6mm, ở tại Phước Hòa của Bình Dương là 54mm, Bến Trại của Bến Tre là 47,2mm. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước 24 giờ qua, và sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong 24 giờ tới. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết là vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Trong 24 giờ tới, do nằm trong vùng ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, nên khu vực này sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Thời tiết dịu mát hơn nhưng sẽ không thuận lợi cho hoạt động ngoài trời diễn ra. Tại các điểm du lịch như là ở tại Sơn La, tại Lai Châu, Yên Bái, nhiệt độ có xu hướng giảm, thấp nhất đêm nay khoảng 24 đến 25 độ, cao nhất ngày mai không quá 33 độ. Khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ cũng chịu tác động của hội tụ gió trên cao nên thời tiết chuyển xấu hơn. Từ vùng núi của Lạng Sơn cho đến Hà Giang xuống đến khu vực đồng bằng là thủ đô Hà Nội và cả Nam Định, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ giảm và tình trạng nắng nóng tạm thời chấm dứt. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-25 độ, ngày mai nhiệt độ cao nhất chỉ tăng lên mức là từ 31 đến 32 độ. Đến với khu vực Trung Bộ phía Bắc đèo Hải Vân, trái ngược với các tỉnh Bắc Bộ, khu vực này thời tiết chưa có biến đổi nhiều. Dòng gió Tây khô nóng từ rìa nam của vùng thấp nóng phía Tây vẫn duy trì, khiến tình trạng nắng nóng vẫn diễn ra hầu khắp khu vực. Ở tại thành phố Vinh của Nghệ An, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình và cả thành phố Huế thì mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 37 độ. Đêm nay trời khá oi bức với nhiệt độ thấp nhất là 27 đến 29 độ. Khu vực Trung Bộ phía Nam đèo Hải Vân do nằm xa trung tâm vùng thấp nóng phía Tây hơn nên cường độ nắng nóng tại đây không gay gắt bằng. Với các điểm du lịch như là ở tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Phú Yên và Phan Rang của Ninh Thuận, thời tiết duy trì trạng thái mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm khả năng có mưa rào nhẹ và dông ở tại Phan Rang. Những nơi khác không mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 35 đến 36 độ, thấp nhất về đêm dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, do gió mùa Tây Nam giảm dần cường độ nên mưa ở Tây Nguyên có xu hướng giảm trong 24 giờ tới. Ban ngày nắng xuất hiện nhiều hơn nên nhiệt độ tăng nhẹ. Ở tại khu vực Kon Tum, Buôn Ma Thuột, nhiệt độ trong ngày phổ biến là từ 24 đến 32 độ. Riêng ở tại Đà Lạt, nhiệt độ vẫn giữ ở mức là từ 17 đến 23 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm nay và chiều tối mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông, trong đó khu vực Cà Mau và ở tại khu vực Long Xuyên khả năng còn có mưa với lượng khá. Ban ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 26 đến 27 độ và cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ. Ra đến các điểm du lịch biển đảo, ở tại đảo Lý Sơn thì trời hầu như không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 34 độ. Còn ở tại khu vực Cát Bà và Phú Quý, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất khoảng 28 độ, cao nhất phổ biến là 31 đến 33 độ. Riêng ở tại Phú Quốc có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to về chiều tối và đêm, du khách cần phải lưu ý. Ban ngày trời nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá 30 độ.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch 2 tháng 7 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có những chuyến đi nhiều niềm vui và ý nghĩa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.